chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Đặc nhiệm rừng sát của quân đoàn ly khai dân chủ đang làm cho hai quân khu 7 và 9 thất điên bắt đảo. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đặc nhiệm rừng sát của quân đoàn dân chủ ly khai đang làm cho lực lượng quân khu 7 và 9 thất điên bắt đảo. Hỗn loạn tại Nga khiến cho Tập Cận Bình như ngồi trên đống lửa, khi lo sợ rồi đây ông ta cũng bị quân đội làm phản lật đổ. Và sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, chỉ trong vòng một tháng qua, đặc nhiệm rừng sát của quân đoàn Ly Khai đã làm cho chính quyền và giới quân sự Việt Nam như trao đảo. Được biết đây là những thanh niên trẻ, được huấn luyện bài bản, bơi lội cực hay, giỏi ngụy trang, và có tài xuất quỷ nhập thần, đã có thể đánh tận vào những nơi được phòng thủ kỹ lưỡng và lập chiến công hiển hách. Lực lượng này vừa mới thành lập, cách đây không lâu, với nhiệm vụ khống chế sông lòng tàu, đánh chìm các tàu vận tải chở vũ khí, xăng dầu vân vân trên sông để ngăn đường tiếp viện cho Sài Gòn cũng như đánh phá các kho vũ khí, kho xăng dầu nằm dọc bờ sông này. Lực lượng này được cho là đang kiểm soát khu vực giữa khu gừng nước mặn, thường xuyên thiếu nước uống. Lực lượng không quân quân khu chính thường xuyên liên tục tuần tra, ném bom, bắn phá, thả chất hóa học, làm trụi lá cây. Phía dưới là mũi mồng, cá sấu vân vân. Nhưng lực lượng này vẫn đứng vững. Đã hơn hai lần quân đội cộng sản nhiều lần tổ chức đánh vào gừng sát nhằm giữ an toàn cho đường vận tải trên sông nhưng đều thất bại. Đại tá Lê Bá Ước, chỉ huy quân đoàn dân chủ Ly Khai cho biết, khu gần sát được coi như là nơi tử địa của quân đội Cộng sản. Ông cũng nhớ rõ từng trận đánh từng người tham gia thời gian qua như Nguyễn Hữu Hòa, chỉ huy đánh thành Tuy Hạ, Trịnh Xuân Bản đánh kho xăng nhà bè, Nguyễn Văn Nghĩa dũng cảm hy sinh trên sông Lòng Tàu. Kho bom thành Tuy Hạ nơi chứa vũ khí lớn nhất của quân khu chính tại miền Nam. Để bảo vệ kho bom, quân đội Cộng sản bố trí 14 lớp hàng rào kẽm gai, chia 3 tuyến phòng thủ, mỗi tuyến đều có lô cốt, hào sâu, chướng ngại vật và một tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn quân cụ, lính quân vác, một trung đội cảnh sát và hơn 100 chó bạch dê ngày đêm canh gác cẩn mật. Thế nhưng với tài xuất quỷ nhập thần đêm ngày 18 tháng 6 vừa qua, đặc nhiệm Nguyễn Hữu Hòa, chỉ huy cùng ba người khác vượt hàng rào, mang 16 khối thuốc nổ hẹn giờ vào gài, làm nổ tung kho bom thành tuy hạ. Pháo hủy hơn 10.000 tấn bom đạn và 33 nhà kho chứa bom CPU và đạn pháo 105 ly. Sau tổn thất trên, quân khu chính tăng cường phòng thủ khi lập thêm nhiều hàng rào kẽm gai để bảo vệ nghiêm ngặt chống đặc nhiệm rừng sát của quân Ly Khai. Tuy nhiên chỉ một tuần sau, năm đặc nhiệm lại đột nhập bằng đường sông đem theo 24 khối thuốc nổ hẹn giờ, ém quân đợi rạng sáng cho nổ tung kho bom thành tuy hạ lần thứ hai, làm quân chuyển cả Sài Gòn phá hủy hơn 100.000 tấn đạn pháo và toàn bộ sinh lực quân đội quân khu chính tại đây. Nổi tiếng hơn cả là trận đánh cảng và kho xăng dầu nhà bè cách Sài Gòn 8 km đường chim bay. Khi quân đội Việt Nam cho xây dựng thành quân cảng lớn để tiếp nhận phương tiện, đặc biệt là xăng dầu, bên cạnh cảng là một hệ thống kho hoàn chỉnh của ba hãng, Castex, Shell và Esso. Kho Shell lớn nhất, rộng 14 ha, có 72 bồn, cung cấp 60% xăng dầu quân sự và dân sự cho miền Nam. Lúc 0 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 6, kho xăng nhà bè nổ tung sau trận đánh truyền thông Việt Nam giấu thông tin, bị đặc nhiệm rừng sát đánh mà loan tin là bị pháo kích. Tổng kết sơ bộ, từ hơn một tháng nay, đặc nhiệm rừng sát của quân đoàn dân chủ đã đánh, đánh gần 40 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và làm bị thương hơn 6.000 binh sĩ cộng sản, đánh chìm và cháy 35 tàu, thuyền chiến đấu, 13 tàu vận tải, 14 gian thuyền, bắn rơi, 2 máy bay trực thăng trong tổng số hơn 1.000 thì có đến 860 đặc nhiệm đã hy sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp những thông tin của lực lượng này cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Trong diễn biến khác về tình hình căng thẳng tại Nga, mời quý vị theo dõi. Sự hỗn loạn tại Nga tạo ra một khoảnh khắc lo lắng ở Trung Quốc. Những diễn biến nhanh ở Nga khiến Bắc Kinh thật sự lo lắng rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga sẽ gây bất ổn cho Nga trong quá trình đối đầu với phương Tây. Một cuộc binh biến ngắn ngủi không thành ở Nga đã làm giảm bớt nỗi sợ hãi lớn nhất của Bắc Kinh xung quanh cuộc xâm lược Ukraine rằng việc Nga xâm lược có nguy cơ gây bất ổn cho Nga. Đối tác thân cận nhất của Trung Quốc đã chống lại phương Tây do Mỹ lãnh đạo. Nỗi sợ hãi đó vẫn còn ngay cả sau khi quân đội do nhóm bán quân sự quay nơi kiểm soát ngừng tấn công Moscow sau khi giành quyền kiểm soát các trụ sở quân sự phía nam của Nga ở thành phố Gostok. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc nổi dậy này là một sự phản bội và thề sẽ dập tắt nó khi quân đội Nga chuẩn bị bảo vệ thủ đô trước khi có được một thỏa thuận ngừng bắn, giúp ngăn chặn một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Mặc dù vậy, cuộc khủng hoảng trên đã đánh dấu thách thức nghiêm trọng nhất đối với 23 năm cầm quyền của Putin và là thời điểm bất ổn đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Tập coi mối quan hệ của Trung Quốc với Nga như một bức tường thành chống lại ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới và đặt mối quan hệ cá nhân của ông ta với Putin ở vị trí trung tâm. Giờ đây nước Nga đang trong tình trạng hỗn loạn và Putin có vẻ suy yếu. Stemu Amavo, một thành viên tại trung tâm Á Âu Synergy của Nga cho biết, đây là kịch bản bi quan mà Trung Quốc sợ hãi rằng Putin khi bắt đầu cuộc xâm lược cuối cùng sẽ gây tổn hại cho sự ổn định của chế độ. Trên các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, tin tức về cuộc nổi dậy ở Nga bị hạn chế, trái ngược với việc đưa tin chuyên sâu về việc này trên hầu hết các phương tiện truyền thông phương Tây. hãng tin Tân Hoa xã của nhà nước đã đưa tin về bài phát biểu của Putin và cho biết các thành phố gồm cả Moscow đã đưa ra các biện pháp chống khủng bố. Một tài khoản mạng xã hội liên kết với lực lượng hỗ trợ chiến lược của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đăng một bài kể lại cách Mao Trạch Đông tổ chức lại quân đội cách mạng của đảng Cộng sản vào năm 1927 để đảm bảo rằng đảng thực thi quyền kiểm soát tuyệt đối đối với quân đội của mình một bài đăng mà một số người dùng coi là ám chỉ đến các sự kiện ở Nga. Putin có buộc nhà lãnh đạo Quayner mang tội phản quốc là chủ đề thịnh hành số 1 trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc Weibo vào tối thứ Bảy ở châu Á. Cuộc binh biến này cũng đang là xu hướng chính trên các nền tảng truyền thông xã hội khác của Trung Quốc như Douyin và Zhihu. Người dùng Trung Quốc hầu hết bày tỏ sự hoang mang và không chắc chắn về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng trên Weibo, bất kỳ bài đăng nào đề cập đến Wizuji, một cụm từ nổi tiếng của Trung Quốc, đề cập đến các quan chức quyền lực tổ chức một cuộc đảo chính với mục tiêu loại bỏ các quan chức xấu xa hoặc tham nhũng xung quanh một hoàng đế đều bị cấm truy cập. Wang Zivi, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết, trong số những người Trung Quốc bình thường, nhiều người lo lắng rằng vị thế chính trị của Putin không ổn định và bất ổn chính trị ở Nga có thể ảnh hưởng đến Trung Quốc. Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng sự hòa hợp là điều đáng quý và đối với nước láng giềng lớn nhất của mình, Trung Quốc hy vọng họ có thể duy trì sự ổn định, ông Quang nói. Ông Tập hết sức ủng hộ ông Putin ngay cả khi cuộc xâm lược Ukraine của Moscow gặp phải những thất bại, đồng thời kêu gọi hòa bình và đàm phán để chấm dứt bạo lực. Tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 3, hai lãnh đạo đã tái khẳng định quan hệ đối tác và mối quan hệ kinh tế ngày càng sâu sắc của hai nước. Nga cần Trung Quốc mua dầu và khí đốt của mình, và Trung Quốc đang tìm thấy ở Nga một thị trường đang phát triển cho ô tô và điện thoại thông minh do Trung Quốc sản xuất. Khi các lệnh trừng phạt bóp nghẹt hàng nhập khẩu từ phương Tây, cốt lõi của Liên minh Nga, Trung là sự thù địch với Washington và các đồng minh của Mỹ và những gì họ coi là một trật tự quốc tế không công bằng và hỏng hách do Mỹ lãnh đạo. Hai lãnh đạo này đã gặp nhau khoảng 40 lần với tư cách là nhà lãnh đạo của các quốc gia tương ứng, trao đổi quà tặng, vinh danh và thường xuyên chúc mừng sinh nhật nhau. Cuộc xâm lược Ukraine của Moscow cắt đứt quan hệ của Nga với phương Tây và các biện pháp trừng phạt đã tàn phá nền kinh tế của nước này. Washington và các đồng minh của họ đã thực hiện các bước đi để ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận với các chip máy tính tiên tiến trên cơ sở an ninh quốc gia các nhà sản xuất đa quốc gia đang xem xét lại vai trò của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng của họ trước những lo ngại về sự gián đoạn thương mại trong tương lai. Do xích bích với phương Tây hoặc xung đột về Đài Loan, một hòn đảo với chế độ dân chủ mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ của mình. Cuộc binh biến của Quayner đã tạo ra tác động to lớn đối với chính phủ Putin và sự ổn định chính trị của Nga, đồng thời mang đến sự bất ổn sâu sắc Hu Xijin, Hồ Tích Tiến, cựu tổng biên tập Hoàn Cầu Thời Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là một nhà bình luận có ảnh hưởng đã viết trên mạng xã hội trước khi có thỏa thuận đình chiến giữa Putin và nhóm Quayner. Bây giờ có vẻ như tình hình đang diễn biến theo hướng mà phương Tây và Ukraine mong muốn nhất, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa rõ ràng. Trong một diễn biến tiếp theo Ukraine sẽ nhận lô vũ khí cực lớn từ Đức vào cuối năm nay. Đức dự định chuyển giao thêm 45 khẩu pháo tự hành Gepard và hai hệ thống phòng không IRIST cho Ukraine vào cuối năm nay nhằm giúp Kiev tăng cường khả năng phòng thủ. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Quick của Đức, trưởng tướng Tristan Ferdin, giám đốc trung tâm thông tin tình hình Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Đức, xác nhận cam kết của Berlin trong việc tăng cường khả năng phòng không của Kiev bằng việc cung cấp 45 khẩu pháo tự hành ghi và hai hệ thống IRIST. Kể từ tháng 7 năm 2022, Bộ Quốc phòng Đức đã chuyển giao 34 khẩu pháo tự hành ghi bắt cho Rena. Bộ này cho biết 15 khẩu pháo loại này sẽ được chuyển giao vào những tuần tiếp theo. Việc cung cấp 30 khẩu pháo nghi bắt còn lại với sự hợp tác của Mỹ dự kiến sẽ đến Ukraine vào cuối năm nay. Trả lời về câu hỏi liên quan đến tình hình ở Ukraine, trưởng tướng Tristan Fedin cho biết ông coi hệ thống phòng không của Ukraine là điểm yếu than chốt trong các cuộc phản công hiện nay của quân đội. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, tuy vậy bất chấp tất cả những điều này, Ukraine có đủ khả năng đảm bảo phòng thủ đất nước hay không? Tôi nghĩ là không. trưởng tướng Tristan Ferdin nói thêm. Ngoài ra, ông cũng lưu ý rằng Đức sẽ bàn giao hai hệ thống phòng công IRIST, SLM, Turena vào cuối năm nay và bốn hệ thống nữa trong năm tới. Với đợt viện trợ quân sự lần này, số lượng pháo phòng không ghi đang phục vụ trong lực lượng phòng vệ Urena sẽ lên tới 79 vào cuối năm nay và số lượng hệ thống phòng không IR, IST, SLM sẽ tăng lên 8 vào cuối năm tới. Trước các cuộc không kích tên lửa, rocket cũng như máy bay không người lái của lực lượng Nga vào các thành phố lớn và cơ sở quân sự ngoài tiền tuyến của Ukraine, việc KS được tăng cường các hệ thống phòng không ghi và IR, IST là yếu tố quan trọng giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ. Ghi được đánh giá cao về tính linh hoạt và hiệu quả vượt trội trên chiến trường, là sản phẩm do Đức chế tạo, ghi bắt được thiết kế để có thể nhanh chóng đáp trả các mối đe dọa trên không như trực thăng, máy bay không người lái và máy bay bay thấp. Sử dụng một cọc pháo tự động 35 ly, trong bị hệ thống điều khiển hỏa lực và radar tiên tiến cho phép ghi bắt đạt tầm bắn hiệu quả ở khoảng cách 4.000m và nó có thể tấn công các mục tiêu ở độ cao lên tới 3.500m. Trong khi đó, IRIST IST, SLM cung cấp phạm vi bao phủ từ tầm trung đến tầm xa, hệ thống được thiết kế để đánh chặn và mục tiêu trực thăng, máy bay, không người lái cũng như vũ khí dẫn đường chính xác. Tên lửa IR, có tầm bắn lên tới 40km có thể tấn công các mục tiêu ở độ cao lên tới 20.000m. Tính linh hoạt, độ chính xác cao và thiết kế mô đun của hệ thống IR, IST, SLM khiến nó trở thành một phần không thể thiếu trong bất kỳ chiến lược phòng không toàn diện nào. Trong một diễn biến tiếp theo, Urena tức giận cáo buộc Israel đứng về phía Nga. Đại sứ quán Urena tại Tech Avi đã chỉ trích Israel cáo buộc nước này không hỗ trợ đầy đủ cho khi ép trong cuộc xung đột với Moscow, thay vào đó là tăng cường quan hệ với Nga. Trong một tuyên bố được đăng trên Facebook vào ngày hôm qua, 25 tháng 6, Phái bộ Ngoại giao Ukraine tại Israel đã nhấn mạnh đến sự lấy làm tiếc trước việc chính phủ Israel hiện tại đã chọn con đường hợp tác chặt chẽ với Nga. Tuyên bố có đoạn, không có bất kỳ hành động nào trong việc cung cấp hỗ trợ phòng thủ cho Ukraine trong hơn một năm rưỡi qua từ phía nhà nước Do Thái. Đại sứ quán Ukraine tại Tech Avi cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra những giả định hoàn toàn hư cấu và mang tính suy đoán nhằm biện minh cho việc chính phủ của ông không hành động. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào tuần trước, ông Netanyahu lập luận rằng Israel không thể cung cấp vũ khí cho Kiev vì sự can dự của Nga vào Syria. Trong bối cảnh lo ngại rằng những vũ khí đó cuối cùng có thể rơi vào tay Iran. Các nhà ngoại giao Ukraine cũng chỉ trích thỏa thuận thành lập văn phòng chi nhánh của lãnh sự quán Nga tại Tây Jerusalem đạt được hồi đầu tháng, cũng như các liên hệ cấp cao khác gần đây giữa Israel và Nga. Các quan chức Israel đã thể hiện sự coi thường trắng trợn các ranh giới đạo đức bằng cách tham dự tiệc chiêu đãi ngoại giao do đại sứ quán Nga tổ chức vào tuần trước, tuyên bố từ phía Kiev đã chỉ trích gay gắt như vậy. Đại sứ quán Ukraine cho biết, trong khi hầu hết các quốc gia dân chủ đã trừng phạt Nga vì hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine, thì Israel không những không tham gia các biện pháp trừng phạt đó mà ngược lại còn tăng cường mối quan hệ thương mại với Moscow. Trên thực tế, Hiện tại, cái gọi là sự trung lập của chính phủ Israel nên được coi là một lập trường thân Nga rõ ràng, tuyên bố của Ukraine nhấn mạnh. Tờ Haaretz của Israel miêu tả những phát biểu nói trên của chính quyền tổng thống Zelensky là lời chỉ trích gay gắt nhất đối với Israel của Ukraine kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev vào tháng 2 năm 2022. Đặc phái viên Ukraine cô Nichu đã nhiều lần phàn nàn về sự hỗ trợ không đủ từ Israel. Năm ngoái, ông cô đã nói với các nhà báo rằng các bạn không thể tưởng tượng được việc tôi trở thành đại sứ quán tại Israel khó khăn như thế nào nếu tổng thống của tôi, tức là ông Yasaki, là một người do Thái.